Từ sự đẹp đẽ, nhiệm màu linh thiêng bên ngoài, ta đi vào khám phá sự đẹp đẽ, linh thiêng, nhiệm màu bên trong. Đi vào sự tĩnh lặng nghĩa là bạn trở về với chính con người thật của mình, trở về với những gì linh thiêng, đẹp đẽ và sâu thẳm nhất ở nơi trong bạn. Tất cả những vẻ đẹp bạn khám phá ở bên ngoài thực ra chỉ là sự phản ánh vẻ đẹp bên trong chính bạn. Giây phút bạn ngắm một bông hoa, một áng mây trôi, hay bình minh, hoàng hôn rực rỡ là giây phút trái tim bạn rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời. Khi ấy, bạn nhớ nhắm mắt lại, cảm nhận, lắng nghe sự nhiệm màu linh thiêng đang phát khởi bên trong bạn. Những năng lượng này đang chuyển hóa, đang thăng hoa bên trong bạn mà không phải là những gì bạn đang ngắm bên ngoài nữa. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là bất cứ sự cảm nhận của bạn về sự linh thiêng, đẹp đẽ, nhiệm màu đang biểu hiện ở bên ngoài thật ra chính là đang phản ánh sự linh thiêng, vẻ đẹp, nhiệm màu bên trong chính bản thân bạn. Sự linh thiêng, đẹp đẽ, nhiệm màu mà bạn thấy bên ngoài luôn chóng vánh, vô thường, nhanh thay đổi, đó chỉ là sự phản ánh những gì đẹp đẽ, linh thiêng, nhiệm màu ở bên trong bạn và luôn hiện hữu thường hằng nơi chính con người chân thật